Quay cho anh em ngắm cây dưới cổ thụ nha, khoảng mấy trăm năm tuổi rồi, biểu biếu u phục đây. Vanh vanh bệ khoảng 300. Con tử đầy đàn. Vừa cắt tỉa xong. Bệ đây mỏng tang luôn đấy, bệ mỏng khoảng 25 phân. U cục này, u yếu này. Rất là khủng ạ. Cây tử đầy đàn này, chi chít. Toàn cảnh cây đây. Mặt này là mặt tương đối đẹp. Bệ rộng khoảng 2,5 m. Vanh gốc độc thân là 180.